Sự việc MV của Sơn Tùng dính nghi vấn đạo nhạc và bị bay màu trên YouTube khiến mạng xã hội xôn xao. Trong thời điểm đang căng thẳng, fanpage của Thùy Chi bất ngờ chia sẻ lại chính bản cover bài hát này do cô thể hiện khiến mọi người tranh cãi kịch liệt. Nhiều người cho rằng Thùy Chi đang cố tình đu bám một cách thiếu văn minh để nổi tiếng hơn. Có thể nói rằng, trong suốt 10 năm hoạt động nghệ thuật, thì đây là lần đầu tiên Thùy Chi phải chịu phản ứng dữ dội từ cộng đồng mạng như vậy. Trước kia, cô được yêu thích bởi sự giản dị, chất phác và đời tư sạch. Không chỉ riêng Thùy Chi, mà ngay cả Virus cũng đã tranh thủ PR cho sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ nhà. Anh đăng tải lại bài hát cover của nữ ca sĩ, kèm theo dòng trạng thái chúng ta của hiện tại. Sự việc lần này như giọt nước tràn ly, khiến cư dân mạng tức giận, ùng ùng kéo vào fanpage của Thùy Chi để yêu cầu nữ ca sĩ dừng lại hành động này. Điều mà họ mong muốn đó chính là Thùy Chi hãy trở lại như trước kia, tốt nhất chỉ nên hát, đừng để sự nghiệp dính thêm nhiều thị phi. Thậm chí đông đảo cư dân mạng còn để lại bình luận khuyên nữ ca sĩ nên nghĩ tới việc rời bỏ công ty của Virus, bởi từ khi gia nhập cô gặp không ít sóng gió. Hiện tại sự việc này vẫn đang nhận về tranh cãi và gạch đá không nhỏ từ cộng đồng mạng. Còn bạn nghĩ sao về việc này? Hãy cùng chia sẻ ý kiến của mình nhé.